Đây là trường hợp TV Asanzo 32 inch model 32S500 model 10 năm 2020, nó bị ngược hình. Đấy. Đây là đang đúng hình nhưng mà chữ bị lật ngược lại. Bạn thấy những cái giao diện của chữ nó đều bị sai hết này. Đây chữ kênh này, do kênh ngược là không có tín hiệu, đều bị sai. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý lỗi này rất đơn giản. Ở trên điều khiển các bạn chọn vào ngõ kết nối thì các bạn chọn vào mục TV. Sau đó bấm menu và bấm service. Bấm mã lên thì nó sẽ lên cái giao diện như thế này. Thì các bạn vào mục dòng mục thứ hai từ trên xuống là cái đàn điều khiển. Ok. Ở đây thì rất nhiều mục các bạn không quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm dòng cuối cùng, dòng lật này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có H, V hoặc H cộng V hoặc OFF. Thì chúng ta cứ lựa chọn từng chế độ. Thì chế độ nào được thì giữ nguyên. Đây, bây giờ mình sẽ để thử V nhé. Thoát ra. Lưu lại. Và chờ một tí TV nó tự tắt và tự khởi động lại. Nếu mà được thì chúng ta cứ để nguyên. Còn nếu không được thì chúng ta sẽ cho lại. Bên này là H. Vừa rồi là chọn là V. Đây V như này cũng không được này. Bây giờ sẽ chọn là cái khác. Cứ chọn vài lần. Đây bên nó chuyển sang đây. Hôm nay chọn là H này. Bây giờ đang là V. Bây giờ sẽ chuyển sang OFF. Lưu lại. Chờ TV tắt. Sau tự nó bật lên. Nếu được thì chúng ta giữ nguyên. Đấy, như thế này là TV đã khởi động đúng chiều chữ rồi. Đây, chạy thử xem được chưa. TV là đúng chiều chữ rồi nha.